Welcome back, everyone. Please stay tuned for the coverage on Taichung, an industrial city near the Formosa Plastics Factory, reported by Võ Thanh Nhân. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thanh Nhân và hôm nay thì chúng tôi đang ở tại một cái nhà xứ trong một cái khuôn viên của Đài Loan ở thành phố Taipei. Thì qua 2 ngày nay, 3 ngày nay chúng tôi có hân hạnh được làm việc với lại phái đoàn của công lý cho những nạn nhân của Formosa đến từ Hoa Kỳ, cũng giống như là chúng tôi được dịp đi chung và làm việc chung với lại quý linh mục ở đến từ Việt Nam. Đặc biệt trong các linh mục đến từ Việt Nam thì chúng tôi ghi nhận có Đức Cha Hoàng Đức Oanh cũng có mặt, tuy lớn tuổi nhưng mà cha theo sát phái đoàn. Và ngày hôm nay thì cuộc phỏng vấn Đức Cha dành cho chúng tôi để nhằm có những chia sẻ của Đức Cha về mối quan tâm của Đức Cha đối với những nạn nhân của Formosa, cũng những mối quan tâm của Đức Cha trong tương lai khi mà vụ kiện nó xảy ra như vậy thì cần có những cái gì mà chúng ta cũng phải nên tiến hành để mà chúng ta làm, để mà chúng ta đạt được cái kết quả tốt đẹp. Và sau đây chúng tôi xin được kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Và kính thưa cha, sau một cái ngày mà chúng ta có được một ngày dài ở tại Đài Loan để mà chúng ta có một cái buổi họp báo trước tòa án và chúng ta nộp những cái đơn để mà chúng ta bắt đầu khởi kiện vào ngày cái 11 tháng 6. Và sau đó chúng ta đến, chúng ta có một cái conference mà cũng như là vừa là biểu tình để phản đối tập đoàn Formosa và trao tài liệu cho tập đoàn Formosa. Và ngày hôm sau thì Đức Cha và hai linh mục nữa cùng với lại phái đoàn của công lý cho những nạn nhân của Formosa và một số những người đang tranh đấu cho vấn đề nhân quyền được tốt đẹp trên thế giới cũng đi chung với lại Đức Cha nữa để mà đến một cái làng, mà cái làng đó là gần một cái nhà máy của Formosa. Thì khi mà cha đến đó, cái quang cảnh nó hơi tiêu điều, cũng giống như cha đi bộ trong cái làng đó. Xin cha chia sẻ cái cảm tưởng của cha khi mà cha nghĩ về quê hương của chúng ta, nơi một giáo xứ đang ở gần, rất gần với lại thành như một cái hãng Formosa trong nước. Tôi có cảm tưởng tôi đi một trong bãi Tha Ma, nghĩa địa của cái làng gần Du Linh, gần nhà máy Formosa. Thành tôi rất ngạc nhiên vì nhà cả làng như vậy mà hơn 700 người bị ung thư. Và đa số dân làng bỏ đi hoang vắng như vậy. Và tôi đã vào cái bảo tàng viện ghi chép lại tất cả các hình ảnh của nạn khi mà nhà máy nhựa, chứ không phải gang thép, mà đổ ra như vậy, khói như vậy, thì đã tiêu diệt cả mấy làng chung quanh như vậy, thì tôi thấy khủng khiếp. Còn nghĩ lại tới khi đi thăm làng và lên cái đồi, thấy lấy dân chúng ở Đài Loan biết cách bảo vệ mình và đòi quyền lợi của mình. Khi thăm ba cái nhà máy và cái máy quan sát quan trắc không khí và nước cũng như đất của dân làng đã đòi hỏi chính quyền và công ty Formosa cung cấp để theo dõi, thì tôi cảm thấy dân chúng Đài Loan đã ý thức như thế nào về quyền lợi của mình,
và biết cách đấu tranh đòi nhà máy phải tôn trọng quyền lợi của mình. Sau đó tôi tới cái ông mà chúng ta gọi là anh hùng, nhưng mà cha Lĩnh thì nói là ông đã anh hùng với dân Đài Loan và tội đồ với dân Hà Tĩnh, bởi vì ông đó tôi quên tên rồi, mà tôi đã ông đã theo tôi cắt nghĩa, dẫn tôi tới cái khu đất gần nhà máy, và khu đất ông đã nuôi hải sản. Ông đã khu đất đó bên cạnh hồ ao của ông. Ông đã đấu tranh tổ chức biểu tình phản đối nhà thép Gang Formosa, xây dựng nhà thép bên cạnh đất của ông. Thành ông đã tổ chức biểu tình, thành ra nhà thép Formosa không có thể tổ chức xây dựng nhà thép đó, và ông đã trở thành anh hùng. Và nhà thép Formosa đưa sang Hà Tĩnh xây dựng, thành ra cha Lĩnh có nói ông anh hùng với dân Đài Loan mà tội đồ tiếp tay cho Formosa để hại chúng tôi. Sau đó ông dẫn chúng ta tới cái trung tâm văn phòng của Formosa. Thành ra tôi thấy ngay lập tức nhân viên an ninh theo dõi chúng ta và đến phản đối ông đó. Nhưng mà họ phản đối như vậy thôi, hỏi một chút, nhưng mà ông cương quyết trả lời. Thành ra theo người ta nói, ông xuất hiện ở đâu thì người ta sợ tới đó. Và ông nói như thế này: ông có người anh em làm ở Formosa. Hello everyone, we have reached the end of our Sunday's Vietnamese American television program. If you have any comments, tips, or suggestions, please feel free to reach us at vatvnews@gmail.com. Thank you for staying tuned and have a great rest of your weekend. Nhằm mục đích bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa Việt tại hải ngoại nói chung và vùng Hoa Thịnh Đốn nói riêng, và để tỏ lòng tôn kính và tưởng nhớ liệt nữ anh hùng Nguyễn Thị Giang, hay còn được biết đến là cô Giang, hiền thê của anh hùng Nguyễn Thái Học, đảng trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng, chúng tôi quyết định thành lập phòng đọc sách cô Giang. Tặng vật hay hiện kim xin gửi về phòng đọc sách cô Giang, 6329 Arlington Boulevard, Suite A, Falls Church, Virginia 22044. Trân trọng kính mời quý đồng hương, quý hội đoàn hưởng ứng, giúp đỡ, phổ biến và tham dự buổi dạ tiệc dạ vũ gây quỹ để tạo nguồn tài chính cho sinh hoạt và thành lập phòng đọc sách cô Giang tại nhà hàng Harvest Spoon, 7260 Arlington Boulevard, Falls Church, Virginia 22042, lúc 6 giờ 30 chiều thứ Bảy, ngày 22 tháng 6, 2019. Giá vé ủng hộ 35 Mỹ Kim. Mọi chi tiết xin liên lạc Nhất Hùng 301-529-5603, Võ Thành Nhân 301-257-8496, Nguyễn Gia Hân 703-568-0587, Đào Trường Phúc 703-863-2446, Đào Hiếu Thảo 703-508-3086.